Thưa quý vị, Hội Phụ nữ Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phiên chợ Tết Quý Mão với sự hưởng ứng của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn, vừa để tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong ngày Tết, vừa góp phần giúp đỡ những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trước thềm xuân mới Quý Mão 2023. Ngay từ sớm, các chị em phụ nữ của Phường Hòa Thọ Đông đã tất bật chuẩn bị cho phiên chợ Tết Quý Mão. Điều làm nên sự khác biệt của phiên chợ Tết này là tất cả những mặt hàng được bày bán đều do các chị em trong các chi hội phụ nữ trực thuộc tự tay làm. Ấn tượng với từng gian hàng, các bà các chị ở Hòa Thọ Đông đã mua rất nhiều sản phẩm phục vụ cho ngày Tết. Bữa nay thì nhân dịp xuân về thì mình cũng muốn tặng một món quà chi của truyền thống của quê hương địa phương mình. Mình để mình mua về mình cúng ông bà. Không khí rất chi là nhộn nhịp. Từ sáng đến giờ thì theo tôi thấy thì tất cả các chị em đi chợ để tập trung tới những gian hàng quầy hàng truyền thống của địa phương để họ mua. Khi mà mới phát động thì cũng mô hình gì mới thì nó sẽ có rất là nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Tuy nhiên với một cái tinh thần đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ với hội phụ nữ phường trong mọi hoạt động và mọi mặt trận thì các chị em phụ nữ ở mọi chi hội của phường cũng rất là sẵn sàng và gọi là nhanh chóng để có thể là tìm kiếm mặt hàng. Và đồng thời thì bên phường cũng có một số chị em phụ nữ khởi nghiệp, là tất cả những sản phẩm khởi nghiệp cũng có sẵn và mang ra để có thể là giới thiệu đến mọi người tiêu dùng. Bên cạnh 14 gian hàng với những sản phẩm Tết được chính tay chị em của các chi hội phụ nữ cơ sở làm nên, phiên chợ Tết ở Hòa Thọ Đông đã dành một góc nhỏ cho gian hàng thừa cho thiếu nhận, tập hợp những quần áo cũ còn đẹp tặng cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và được tự do lựa chọn. Cái hội chợ rất là vui, rất là ý nghĩa, lan tỏa cho cộng đồng xã hội, là có những cái hội chợ như thế này là mang lại cái niềm vui cho tất cả mọi người, không đợi người giàu người nghèo, người nào cũng tham gia được hết. Như vậy tôi thấy là lan tỏa cho cái cộng đồng mình, xã hội mình cần nhiều cái hội chợ như thế này. Mong muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, toàn bộ số tiền từ phiên chợ Tết lần này sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Đông tạo dựng nguồn quỹ hành động chia sẻ với phụ nữ khó khăn trong năm 2023.